Bữa nay là đại hội bến sông đó, không biết con Nghiêm Vĩnh Xuân có đến không? Nhất định sẽ đến mà. Wow, quả thật là rất nhộn nhịp. Ừ, tin tức của tôi đâu có sai chút nào. Anh nói đúng. Nếu Vĩnh Xuân sư phụ không đến thì đâu có đông đảo quần chúng đến đây làm ăn như vậy. Bộ không sợ sư tạc hay sao? Quay, Tiểu Nhị à, Nghiêm sư phụ tới chưa? À, đến rồi, đến lâu rồi. Vô đi. Đi vô. Làm ăn thì phải quyết định dứt khoát, không có nên do dự như vậy mà. Wow, còn suy nghĩ cái gì nữa, trời sắp tối rồi. Thế nào? Mất quá. Phục anh luôn, giảm bớt rồi đó. Còn muốn vô dịch hả? Thế nào? Như vậy đi. Nghiêm sư phụ, quả thật là người có chí khí hiên ngang đó. Nói tầm bậy không à. Cậu là cô của Nghiêm sư phụ đó, tên là Phương, miệng sắt, bàn toán ngọc đó. Wow, là cô ta đó. Quả thiệt là nghe tên không bằng gặp mặt. Nghe nói là cô ăn đậu hũ thúi, cái miệng thúi lắm đó. Quả thiệt rất thúi. Cô có chuyện vậy không? Sao hả? Đồ khốn nè, cái thằng mất gì này muốn chết hay sao hả? Muốn chết hay sao? Tụi gì? Bạn không xong, tới người khác. Đi rồi. Không chào, anh còn cô kia. Là hắn kìa, hắn kìa. Công tử à, tại sao Nghiêm Vĩnh Xuân ăn mặc giống như là con trai vậy? Đồ ngu. Cô ấy là gái giả con trai đó. Quay hùng thiệt ha. Đúng rồi. Vậy để tôi qua mời cổ làm hội diện giáo đầu cho chúng ta. Ê khoan khoan. Ý à công tử à, bọn sơn tặc đó chúng nó chờ cơ hội cướp giật tài sản của chúng ta rồi, không nên chờ đợi nữa đâu. Ta đã có diệu kế rồi. Nếu như mà mời cổ làm hội diện á, thì ta rất nhiều tiền lương. Nếu như lấy được cổ thì chỉ cần nuôi cơm á, thì được rồi. Phải không? Ê công tử à, công tử nói chơi sao vậy? Chơi cái đầu của mày, mình đi. Cái bọn lâu la sân tặc các người, đánh cướp người ta, cướp giật tiền của. Hôm nay của Huỳnh Học Châu tú tài quyền quê thị và cao nhân trại tử kinh Nghiêm Vĩnh Xuân ở đây, đâu có để cho cái người hỗn láo được. Các người nghe đây, chúng ta không cản trở cái người làm ăn mua bán đâu, chỉ muốn mời mi. Mời lên sân trại thương lượng với nhau về vấn đề xài chung tiền bạc như thế nào. Đi mau đi. Nè, ban ngày ban mặt muốn bắt cóc người ta tống tiền hay sao? Thiệt là tán tận lương tâm, không biết liêm sĩ. Cấm miệng, ta xem chuyện này phải dùng đến bạo lực mới giải quyết được. Miệng của người thật là hôi thối. Đứng đây chữa tao. Không muốn với tới tôi. Tôi bảo vệ cô. Công tử à, công tử không sao chứ? Công tử à, công tử không sao chứ? Ta đánh tụi nó chả hết rồi. Anh tú tài, chánh trực can đảm, đánh đuổi sơn tặc, khâm phục khâm phục. Nhờ Nghiêm sư phụ âm thầm tương trợ, tôi rất cảm kích, cảm kích. Tụi tôi ra mặt giúp anh, xin anh đừng có lo. Ê, có ơn được cảm tạ, sau này sẽ đến nhà báo đáp. Thôi đi, sơn tặc vừa lui, mời tú tài mau trở về nhà đi. Tuân lệnh, tuân lệnh. Tuân lệnh. Cáo từ, đi. Nữ trung hào kiệt, giữ nhà lập nghiệp, không thể mất mát gì. Ây da, công tử à, con gái giỏi giỏi như vậy, dù đẹp đến đâu cũng không xong. Công tử phải cẩn thận nha. Đồ dốt. Cáo từ, cáo từ. Tạm biệt nha. Cái anh tú tài này thấy cũng khá chứ hả? Bên nào đối với bên nào khá đó. Cô không phải nói con lấy chồng sao? Phải, cô không lấy chồng. Cháu chờ coi nha, lát nữa cha của cháu lại đổ thừa cho cô nữa. Ăn đi. Ây da, thằng nào nét đâu? Đứa nào? Hả? Chắc ngày thường cô làm mất lòng nhiều người đó. Đi. Đi. Tôi là bà Mai, vì cô thu nhà ông rất cực khổ trầm về. Lần này có người dám cưới nhị cô nương của ông, coi như là ông may mắn lắm rồi.
Ê, thật là nhờ ơn bà Mai đó, cảm ơn nha. Bọn ở đằng kia kìa. Con Vịnh thu của tôi lần này nó hả? Cha, wow, sao bà Mai bỏ chạy đâu mất tiêu, bà đi cầu tiêu hả? Bà gặp cô còn sợ hơn là sợ ma đó. Em Phương, sáng sớm dẫn Vịnh Xuân theo để bên vực cho em phải không? Em làm được nhiều vụ làm ăn, kiếm lợi nhuận nhiều rồi ha. Đại ca à, anh với lại Vĩnh Thu về sau này có người ta nuôi dưỡng, còn tôi với lại Vĩnh Xuân phải tự lực cánh sinh đó. Đừng nói nữa. Thì tại em dạy nó như vậy đó. Ây da, tôi dạy nó đến võ nghệ đó mà. Nè cô đừng có cãi nữa cô được không? Chuyện này cũng tại cô đó. Thôi đi cô Phương, ngày mai cháu đã gả đi rồi. Hôm nay là ngày lễ bến sông, cả nhà mình nên thuận quà vui vẻ mới đúng đó. Phải rồi, để cô nuốt hết vào trong bụng nha. Tại vì nuốt hết vô bụng cũng không có chết đâu. Thần nhập vào thể thì mo rồi. Phải. Đồng quyền thiết thối kim căn trưởng, diệu võ dương quai quyền quán nam, Phương Tâm Hiệp bái kiến đại nhân. Quay trời ơi, có mỹ nhân tới kìa. Quá trời quá, lạ quá vậy. Thì cái mặt đẹp giờ tướng cũng đẹp luôn. Ôi đẹp đi. Ông làm cái gì đó? Nhìn không được sao? Tiểu nữ là Dạng Diễm Nương, tại vì chồng của tôi đang có bệnh nặng, cho nên đã từ phương xa tới đây cầu hạ tuần cho nước thánh trị bệnh. Các người làm ơn đi bà, làm ơn đi, các người đừng có đuổi tôi đi, các người đừng có đuổi tôi đi bà, tôi từ nơi xa tôi tới đây, các người làm ơn làm quá giùm đi, các người đừng có đuổi tôi đi bà, chồng của tôi đang bị bệnh ở trong mình. Thì tội nghiệp quá, Vịnh Thu à, nếu như cháu đi lấy người chồng như vậy sẽ hại cháu cả đời đó. Không nghe em nói lời nào êm tai cả. Để cô nói cái đã, sự thật là vậy đó mà. Anh hai à, nếu Vịnh Thu đi lấy một người chồng có bệnh dương mai nằm như vậy hả? Tôi còn chưa té làm gì được tôi. Wow, Trần Đạt ơi, Trần Đạt ơi. Hãy bắt cô gái đem này về cho Vịnh ca thưởng thức. Dạ, lên. Má người ta cứu tôi. Mày lên đi. Mày lên đi. Cứu tôi. Ê, đừng sợ. Ờ, hay quá, Vịnh Xuân tới được kìa. Lão Văn Nghiêm hả? Phải trông chừng con gái của lão, đừng để làm bậy bạ nha. Dạ. Đừng có không biết phân kẻ lớn kẻ nhỏ. Tôi thấy gai mắt rồi đó. À, xin lỗi nha. À, xin lỗi. Tiểu cô nương, mau lên đây đi. Họ đã cưỡi ngựa đến rồi, tôi không thể giúp cô nương được nữa. Chờ tôi với, chờ tôi với. Lên. Vịnh Xuân, ta mặc kệ người lại, đánh nó. Lên. Ba nữa, đừng có vậy nữa. Ở đây không có may mắn đâu. Đừng mà. Ê, sống dao đó mà. Bắt người ta!
Cô nương đừng sợ, bọn sơn tặc đã chạy hết rồi. Tiểu tử kia, ta không tha cho ngươi đâu. Coi chừng ta đó. Ta nhất định trở lại kiếm ngươi. Nghiêm Vĩnh Xuân đã cứu cô gái đó về rồi. Chồng của cô đang nằm ở đây nè. Tướng công, huynh thấy sao rồi hả? Tiểu nhị. Dạ, Nghiêm sư phụ. Dẫn họ vào trong phòng, đi mời đại phu tới xem bệnh truy. Dạ. Ủa, ngồi cái gì? Cha của cháu nói là ngày mai em của cháu đi lấy chồng không cho nó làm. Vậy tại sao lại bắt cô làm? Bộ được lấy chồng là ngon lắm hay sao hả? Có gì là quý giá đâu, chờ gả cho người ta rồi làm mệt như con chó cũng không chừng. Cần mướn một người về làm bếp cho tụi mình hay không? Khỏi trả tiền hay sao? Nói đi. Vậy cô làm luôn đi. Nè, nè, nè. Không lấy chồng thì phải làm đó. Ây dạ, vậy tại sao cháu lại khỏi phải làm vậy? Chàng rể thì là xấu xí quá. Sao tính hướng tới Vĩnh Thu cho nên mới ra nông nỗi này? Chúng ta lên đường. Chị Xuân, tụi mình lên đường đi. Đi đi. Nè, Vĩnh Thu à, nếu như chồng của cháu nó dám nộ nạt cháu, ngó cái gì muốn con móc cặp mắt của cháu ra hay sao? Thì cháu hãy lập tức về nhà nha, đừng có cứ nhẫn nhịn làm xấu hổ và hội nghiệp của chúng ta. Em hãy câm miệng lại đi. Nè đại ca à, trên đường anh phải cẩn thận nha. Anh biết là tuổi tác của anh cũng lớn rồi, có chừng chết đó tha hương nó không trở về nhà được đó. Cô đừng có nói bậy bạ nữa. Quầy, cô quan tâm mọi người nhắn nhủ vài lời không được hay sao? Bộ cô nói như vậy cũng nghe chướng tai nữa à? Chúc mừng. Chúc mừng con gái của bác Nghiêm. Hôm nay làm lễ du quy về nhà chồng. Bổn nhân là Quỳnh Học Châu, tú tại huyện Quế Thủy này. Cô dẫn bạn nhạc ở đây chúc mừng. Ê, khoan đã. Quỳnh tú tài, lão phu xin cảm ơn. Đừng khách sáo. Đâu phải chứ, tiểu nhân đã nhận ân huệ của cô Vĩnh Xuân nên báo đáp như vậy chứ. Tiểu nhân thật là hết sức ngưỡng mộ Vĩnh Xuân của nương. Hả? Vậy tốt quá. Chà, giờ là lễ đến rồi, đi mau. Đừng có chờ đợi Lương Bá Thao về hôn phu của con nữa. Đi mau, bằng không thì quá giờ lành nhân khẩu bất an, gia trạch bất ninh. Có đi không có trở về, đi mau. Đi, mau lên. Mau lên. Tạm biệt. Chào. Nghiêm lão bá đừng có lo, Vĩnh Xuân cô nương giao cho tôi đi. Tại sao trước cửa tiệm mình qua lần này phát tài rồi, có người đông như vậy. Xin đến đây làm ơn. Nghiêm Vĩnh Xuân lần này cô mất mặt rồi. Chúng tôi mời được Quyền Bá Thất Tỉnh, trưởng phách Tam Giang Vô Ảnh Khoái Cước Trấn Cửu Châu, Quỳnh sư phụ này tới đây cho con bài học. Đừng có ba láp nữa. Nói đến võ công quyền cước, đàn ông dù sao cũng giỏi hơn phụ nữ, nhưng đẻ con thì là vấn đề khác. Lần này ta thiệt là miễn cưỡng tới đây. Vĩnh Xuân, chờ sau khi ta cho con một bài học xong thì con ngoan ngoãn trở về nhà đẻ con đi nha. Cái miệng thằng cha này còn hôi hơn cô nữa đó. Nhưng cha cháu kêu là cô coi cháu, đừng có để cháu đánh lộn với người ta. Nhưng mà cha tôi không có ở đây. Nó cũng đúng. Đánh nó! Nếu người đánh nát đậu hũ này thì coi như ngươi được thắng. Tại sao đánh cho ngươi chịu phục ta? Phục sát đất mới được. Sư phụ. Lần này ta không nhường ngươi nữa. Ta đánh thiệt đi. Yeah.
Ngươi nhảy tới trên mặt bàn phải cút ra từ dưới bàn. Ngươi phục chưa? Không phục. Ây da, còn chưa phục hả? Vậy cho hay đánh cho tới khi nó phục đi. Ê, không phải đánh, phải cho bài học. Do Quỳnh sư phụ à, cần gì phải chịu khổ như vậy? Chi bằng trở về làng đi lượm cứt bò đi cho rồi. Ê, thôi đi. Thôi, đi, 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 ra ngoài đi, 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 đi. Quầy, bên kia có một nữ bán thân để chôn chồng kìa, mau qua gọi xem đi. Đi, 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 coi, coi, bỏ lên. Không biết em may mắn gì vậy hả? Các vị, cô mỹ nữ này là dạng Diễm Đường. Chồng cổ chết ở Tha Hương, cổ không có tiền để chôn cất, thiếu tiệm tôi 5 lượng bạc, hôm nay chỉ bán thân để trả nợ, ra giá là 10 lượng bạc, trả giá đi, giá cao sẽ được mỹ nhân. Ơi, 10 lượng, 11 lượng, 10, 11, 11, hả? 11 rưỡi, 12 rưỡi, 12 rưỡi, hả? Wow, coi bộ tướng quá như là dâm tật, nước miếng nó chảy xuống tới đúng rồi kìa. Đâu phải, tôi thấy cô nương này định bán thân để chôn chồng, tình nghĩa cao quý, nếu mà để lọt vào tay của bọn háo sắc hả? Thì khó mà giữ được trinh tiết. 30 lượng. Nếu như muốn cứu vị cô nương này thì ngoài Quỳnh công tử ra đâu có ai giúp được cô ta. Không biết công tử có chịu khẳng khái giúp đỡ hay không hả? Không chịu à? Thôi đi, đừng có miễn cưỡng người ta. Đâu có miễn cưỡng, đâu có miễn cưỡng. Khẳng khái thế nào đi? 100 lạng. Bộ tưởng tiền của tôi là giấy súc sao? Cảm ơn Quỳnh Tú Tài. Đừng có sao. 5 lạng bạc này trả lại cho ông. Cảm ơn Nghiêm sư phụ. Cô lấy đi mai táng cho chồng của cô đi. Còn dư lại thì làm sở phí trở về quê hương. Dạ cảm ơn. Tiểu nương là dạng Diễm Nương, bây giờ không có nơi nương tựa, không biết cô nương có thể thu nhận tôi hay không. Nếu nói vậy cô hãy theo tôi về nhà. Như vậy tôi chịu thiệt thôi, thôi nhận cô. Số tiền này để tôi chôn cất chồng cô dùm cô. Còn dư lại con cũng phải trả tiền cơm nước nữa chứ. Có phải hay không hả? Đi 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 đi. Đi, đi, đi. Wow, ơi, 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 ơi. Wow, 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 vị đại chủ, vị đại chủ, vị đại chủ, vị đại chủ. Vị đại chủ, hai đứa nó tới đây nương tựa chúng ta là muốn đối phó như vậy xung. Đúng vậy, đúng vậy. Kêu hai đứa nó qua đây. Dạ, qua đây, qua đây. Ta thấy hai đứa bay không có bị tên bắn trúng, chứng tỏ hai đứa bay thành thật đầu hàng chúng ta. Lên trển đi. Đi. Rượu áp kinh. Đừng, đừng, đừng. Quay, mau nói chuyện của Vịnh Xuân cho ta nghe, mau lên. Mỹ nữ đó đã mua Nghiêm Vịnh Xuân rồi. Không phải, sự thật là Nghiêm Vịnh Xuân đã mua cô gái đẹp đó mới đúng. Quả thật không còn dương pháp gì hết. Nghiêm Vịnh Xuân là ác bá số 1. Nó háo sắc như vậy, nam nữ đều lý, dám giành gái với ta, ta phải chính nghĩa giết chết dâm tặc Nghiêm Vịnh Xuân này, để cho dạng Diễm Nương thoát khỏi tai nạn. Đã đảo Nghiêm Vịnh Xuân, cứu vớt dạng Diễm Nương. Nè Vịnh Xuân à, các con cháu kìa, sau khi cháu học võ nghệ với lại Ngũ Ma Sư Thái mất hết sự ôn hòa rồi, chỉ còn có hai cái đấm tay thôi. Thịt ở ngực thì chạy lên cánh tay, thịt ở mông thì chạy xuống đùi. Hèn chi lúc nãy ít người đến đây mua đậu hũ. Kiều của cháu chưa có chồng còn có người đến đây mua, bây giờ con trong cậy cháu thì chết chắc rồi. Đậu hũ của chúng ta là thứ đậu hũ làm bằng vật liệu ngon đó mà. Bây giờ mình bán cái gì có phải làm cho bề ngoài coi được biết hay không?
Nếu bên ngoài coi không đẹp thì làm sao mà dụ được bọn đàn ông đến đây ăn đậu hũ, cho nên cô đã đặc biệt huấn luyện được một đậu hũ Tây Thi rồi. Ra đây đi. Cô cho cô ta ăn mặc như là hồi thổi trước của cháu vậy đó. Nếu không dụ được cái bọn đàn ông đến đây ăn đậu hũ hả, thì bắt cô đi chết cô cũng cam lòng. Có phải đẹp hay không? Tôi mặc quần áo của cô đi. Quần áo này đẹp lắm. Quay một vòng cho tôi coi thử đi. Có phong độ hồi trước của cháu hay không? Có. Thiệt sao? Thiệt. Nè, sáng ngày mai thì bắt đầu bán đậu hũ cho tôi. Làm đậu hũ Tây Thi đi nha. Dạ được. Để tôi dạy cho cô vài chiều. Phải làm tư thế như vậy nè. Ưỡn ngực hóp bụng. Rồi làm như là mệt lắm, chùi mồ hôi. Rồi vũ cái áo như vậy nè. Như vậy họ sẽ. Tự tập đi. Giận hả? Nè. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Chỉ thoáng qua đã mấy năm rồi. Sao lại nói như vậy? Nếu cháu mặc lại quần áo đó thì đâu có thua cho cô ta. Tôi đã có thói quen như vậy rồi. Có cổ thay thế tôi là được. Cô đâu phải là cố tình. Tôi biết cô không phải cố tình. Vì cô không có đầu óc. Wow. Đậu hũ thì xếp hàng đi. Phải rồi, xếp hàng đi. Wow, vậy là đứng xếp hàng đi. Ăn cơm ngọt hay không? Wow, ngọt lắm. Cho hai chén. Cho ba chén đi. Cho ba chén đi. Wow, bán đắt quá. Nè, còn lợi hại hơn là lúc xưa nữa đó. Người hồi trước hơi nhã nhặn một chút. Wow, phát tài rồi. Ôi trời, thấy ghê không quá. Cười có duyên ghê. Ngọt nào á. Nhật hả? Cảm ơn nha. Wow, trời. Tôi không muốn ăn đậu hũ nữa đâu. Tôi muốn dòm mà, tôi muốn dòm. Hết muốn ăn rồi, tôi muốn dòm mà. Đây thì còn đẹp nha. Cũng được. Sữa đậu nành bán hết rồi. Quá, tôi có đó. Anh có gì? Có gì đâu, đang có gì nữa. Khiêu gợi mình. Mình cũng từng trải qua mà. Hình như là hơi bỡ ngỡ. Là cái này đi hả? Các anh thiệt là kỳ cùi. Tôi nói không phải lợi này đâu. Lợi kia kìa. Diễm Nương. Quỳnh Thứ Tài. Để tôi giúp cô. Thôi khỏi. Không sao, có chuyện bất bình phải nhảy ra tương trợ chứ. Tôi đỡ cô. Cũng được. Nghiêm sư phụ, tôi giúp cô. Khỏi cần. Nè, để tôi. Không cần đâu, không cần, không cần mà. Để tôi. Ê, Thứ Tài không sao chứ? Không sao. Kim sư phụ, quả thiệt là sức mạnh vô cùng. Tiểu nhân khâm phục, kính phục. Hey, Tú Tài chịu giúp đỡ như vậy, xin mời đi xay đậu nành giùm tôi đi. Mời. Giúp người là một sự khoái lạc mà. Đồ này sắp hết rồi, để tôi giúp anh. Về dùng trước đi. Mệt quá.
Mệt quá. Mệt. Ê, cô làm gì đó? Tôi coi cô là trưởng bối, cô khinh bạc tôi. Ây á, cái gì? Tôi làm việc giúp anh nói là tôi khinh bạc anh. Quỳnh Học Châu tôi đừng được là một vị tú tài. Bây giờ xảy ra cái chuyện như vậy, nếu để người ta nói nữa, mai này tôi làm sao mà sống trên đời được đây? Khổng Phu Tử ơi, Khổng Mạnh Tử ơi, dạy cho tôi phải làm như thế nào đây? Sẽ có một người anh sẽ chết ở trong tay của tôi. Ngày hôm nay đậu hũ mà nhà họ Nghiêm bán đó hả? Thì là vừa ngon vừa thơm đó. Tôi nghĩ cái mùi bông lầy trên thân thể của đậu hũ thì càng thơm to hơn đó. Ê, huynh đệ. Chuyện gì? Tàu phổ này mua ở tiệm đậu hũ dân cửa nhà họ Nghiêm hả? Thấy anh không phải là người địa phương này, sao biết tin tức nhanh vậy? Biết được đậu hũ của Tây Thi? Đậu hũ nhanh mười mấy năm rồi đó. Bây giờ Vĩnh Xuân có nhiều con trai mê lắm hả? Điên rồi. Thơm thiệt anh chứ. Ôi, ai làm nước biển kìa? Có người nào làm nước biển kìa? Đợi đi. Thì là không uổng công từ ngàn dặm đến Tầm Xuân. Đã mười mấy năm không gặp, còn nhớ quân hay không? Công tử. Quân từ Phương Kiến đến đây. Quân từ Phương xa đến mua tàu phủ hay sao? Phải. Không còn có trứng sệt nữa, để tôi vào lấy trứng của chanh nha. Ê, mùi đừng có bỏ đi, múc để ở đây đi. Tôi cũng được. Công tử đã đầy rồi. Phải. Ôi, quá, thơm quá. Đậu hũ Tây Thi, xin múc vào bàn tay của tôi đi. Ê, tránh ra, anh đậu hũ Tây Thi, để vào tay tôi đi. Ủy, mùi thì là đậu hũ Tây Thi vậy? Người ta chỉ có nói giỡn chơi thôi mà. Cho 5 đồng xu đi. Nè, 5 đồng xu. Cảm ơn. Cô có mệt không? Tôi không mệt. Dình Xuân đã có người yêu rồi. Cảm ơn cô. Hai chén cho tôi đi. Ráng lên nha. Được rồi. Anh là ai? Có phải là dâm tặc không? Tôi là tú tài Quỳnh Học Châu đây. Còn anh là ai? Tới đây làm gì? Tôi là Lương Bác Thao, tôi là thám qua đây. Thám qua hả? Là chức quan đó. Lớn hơn công tử đó. Đại nhân, ban đêm đến đây không biết cái chuyện gì. Sao cơ tôi đại nhân vậy? Tôi đến thám qua, đến đây thăm viếng Vĩnh Xuân đó. Tía ra là cùng bọn thôi. Không phải rồi. Hiểu lầm thôi. Cáo từ. Cáo từ nha. Đi đi mà. Wow, võ nghệ cao cường. Đi rình coi thử ha. Hả? Mau lên. Đừng có để cho hắn giành được. Wow. Tuyệt. Tuyệt vời. Ngươi là ai? Ta là con khỉ phi thiên. Con Nghiêm Nhìn Xuân ở đây, ngươi đừng khổng lấu đấy nha. Ta đến đây để mời cô về sơn trại đó. Quá thơm quá. Xảy ra chuyện gì? Diêm Nương chuyện gì đó? Wow. Hồi
nãy có sơn tặc muốn đến đây để bắt tôi. Sơn tặc? Sơn tặc? Sơn tặc ở đâu? Có lý gì người đánh ta vậy? Ta đến bắt gái là để quan lạc. Tại sao người bán theo ta vậy? Vịnh Xuân là vị hôn thê của ta. Người muốn bắt cô ta giết người. Không đánh với người nữa. Ngưng tay lại, không phải là anh ta đâu. Cô đánh làm người rồi. Anh muốn giành lại cái yếm này nè. Công tử, công tử hả? Không phải anh ta sao? Không phải là anh đâu, cô đến làm người rồi. Chắc là Diễm Nương đã bị con khỉ Phi Thiên chơi được rồi. Gửi đây cho ta nha. Hồi hôm qua liều mạng đi cứu tôi, sao bây giờ lại không nói chuyện với tôi? Anh hãy nói cho tôi nghe coi, tại sao làm ngơ với tôi như vậy? Lương Bắc Thao này học võ ngày hết 6 năm, mục đích là để bảo vệ muội. Không ngờ mới gặp nhau là bị tình nhân của muội đánh huynh rồi, huynh thì là vô dụng. Anh đừng có nói như vậy chứ. Người mà hôm qua đã thương anh đó, không có phải là tình nhân của tôi. Hả? Không phải là tình nhân của muội à? Vậy huynh còn có hy vọng. Vậy hắn là gì của muội? Hắn là ân nhân cứu mạng của tôi và cũng là người chủ của tôi. Tôi rất là kính trọng hắn. Tại sao lại phức tạp vậy? Muội không trao tăng gửi phần cho hắn à? Thực ra thì tôi đã thuộc về hắn rồi. Hay da, vậy là hết hy vọng, hết hy vọng rồi. Hay da. Tôi chỉ nói chưa với anh thôi. Vĩnh Xuân đó là phụ nữ. Hả? Muội không còn là trinh nữ nữa. Hay da, ông trời thì là không có mắt mà. Nhưng sư phụ tới đây khám bệnh cho anh ta hả? Ây da, hắn đã tới rồi. Tôi phải ẩn trốn mới được. À, nè, nè. Nè, anh có sao hay không? Cô chết rồi. Cô dám tư thông với đàn ông. Để tôi sẽ nói cho Vịnh Xuân biết. Tôi biết là anh sẽ không có nói đâu. Ngoại trừ cô với tôi. Anh muốn sao cũng được. Tụi mình xem coi trong khi họ làm cái gì. Huynh Đài, chuyện xảy ra hồi hôm cho tôi xin lỗi. Tôi dễ hơn người ta biết nói sao? Đừng nói vậy. Huynh Đài có tánh đại danh. Ê, thuộc loại tàn binh bại tướng, nói ra làm gì? Vết thương của Huynh Đài hình như là không nặng lắm, nhưng nếu cứ ưu uất trong mình thì sẽ phiền phức đó. Chúng ta đều là người học võ, tôi cũng không giấu giếm gì. Người mà tôi yêu thích đã bị người ta giật đi rồi. Về vấn đề tình yêu không phải dễ xử lý đâu. Chị tôi chúc cho bọn họ được hạnh phúc. Tấm lòng rộng rãi của Huynh Đài, Vịnh Xuân vô cùng khâm phục. Vịnh Xuân khâm phục có ích gì?
Nếu mày chịu gả cho tôi mới giải quyết. Anh nói cái gì? Ồ, tôi nói tâm sự thôi. Tâm sự của anh em có biết không? Đừng có làm gì mà anh. Em không tin anh sẽ chết cho em coi. Huế, đừng mở cửa sổ. Mở cửa có không khí tốt, có ích cho sức khỏe của huynh. Anh chết cho em coi. Tôi không muốn chết đâu con thử à. Trời, chuyện gì ghê quá vậy. Chơi rồi. Dưỡng gì mà kỳ cục vậy nè. Ôi, mày chết thiệt hả? Mặc kệ cô. Đúng là gái lẫn lờ chơi bời dâm phụ. Bây giờ ở trong thành đều nói cô là người lẫn lờ không ở giá được. Cô không những làm cho xấu hổ với người ta, còn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của hai cô gái ở trong phòng khuê cát chúng tôi nữa. Để xuống đi. Quê, nè, cô hỏi cháu nha, có phải là tất cả những quả phụ đều phong lưu như vậy phải không? Tôi thấy hình như là cô bất phục người ta. Vậy sao? Sự thật là vậy mà. Diễm Nương à, cô nói coi, cô nói cho tôi biết đi, có phải là không có đàn ông thì cô không ở cả đời được, có phải không, phải không? Hả? Phải. Ừ. Tôi không có bản lĩnh giỏi như hai cô. Một người thì kiếm kẻ tu mi, còn một người thì lại rất giỏi kiếm tiền. Tôi thì chẳng qua chỉ là một người đàn bà vô dụng. Cái hy vọng lớn nhất trong đời của tôi là kiếm được một người chồng biết thương yêu tôi, rồi sinh dưỡng con cái, đến nuôi dưỡng chúng nó lớn lên, sau này chúng nó sẽ nuôi lại tôi. Nhưng mà từ ngày mà tôi kết hôn với người chồng của tôi thì anh cứ có bệnh tật trong mình. Mấy năm nay tôi đã đi khắp nơi chữa cho anh, bán hết tất cả gia tài, không có một đồng xu nào. Chồng của tôi cũng từng khuyên tôi hãy rời khỏi anh ta, nói là không muốn liên lụy gì đến tôi. Tôi cũng có từng nghĩ tới đến việc rời khỏi ảnh, nhưng tôi cũng phải cắn răng chịu cho đến lúc anh tắt thở. Tôi nhận thấy mình làm như vậy thì cũng đã tròn trách nhiệm của mình lắm rồi. Wow, có phải là tuổi cô ta xung khắc với lại chồng cô ta cho nên xui xẻo như vậy hay không? Cô có lòng trắc ẩn hay không? Không có. Cho nên bây giờ nếu như tôi có cơ hội nào thì tôi sẽ ráng hết sức mình để nắm cho chặt. Đúng rồi, cô đồng ý quan điểm của tôi. Bây giờ thì trước mắt của tôi có hai người đàn ông. Một người thì có tiền thì lại lão thành, một người thì đáng thương khờ khạo nhưng can đảm. Bây giờ trong lòng của tôi thì không biết lựa chọn người nào nữa đây. Dâm phụ. Cô không biết sao, bọn đàn ông thì là đáng ghét lắm. Phải rồi đó, bọn ông thật là rất đáng ghét. Không sai, cô ta nói rất có lý phải không? Nè. Ây da, có thật vậy hay không? Thì mà, như vậy làm thử đi nha. Như vậy tôi có bị mất trên làm hay không? Làm thử đi mà, cô sẽ thấy mê hồn lắm. Có thiệt hay không? Thử. Đừng có làm nhột quá nha. Thấy thoải mái hay không hả? Ây da. Tôi đã nói là cô sẽ thấy mê hồn mà. Nè, Diễm Xuân à, hả? Cô cũng làm thử coi. Ê, đừng mà. Đừng có sợ. Đừng. Đảm bảo có sẽ mê mệt lắm chứ coi. Đừng. Các vị hương thân phụ lão, bây giờ sơn tặc hoành hành, làm cho các vị cứ phập phòng lo sợ. Cho nên hôm nay tiểu đệ đề nghị tổ chức dân đoàn hương dũng. Tôi không phải là muốn tranh giành địa vị gì. Lương công tử. Hả? Sao công tử không nghỉ ngơi cho khỏe ra ngoài này làm cái gì? Huynh không sao, nhưng mà trong lòng của huynh thấy hơi thắc mắc. Anh thấy việc gì thắc mắc đó? Nói cho tôi nghe coi. Huynh cảm thấy có gì khác nhau hồi lúc mình còn trẻ đó. Hồi lúc còn trẻ? Phải rồi, lúc còn trẻ thì chúng ta giống nhau như huynh đệ, như tỷ muội gì đó, cái gì cũng nói với nhau. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Muội rất đẹp để ôn hòa nữa. Tại sao lại như vậy nhìn xuống? Anh đã hiểu lầm rồi. Chúng ta trừng trị bọn gian. Anh là dâm tặc. Dâm tặc? Tôi đường đường là tú tài, anh dám đẩy tôi? Nè, quân tử dùng miệng không dùng tay. Vậy để tôi dùng miệng nha. Quân tử đừng có dùng miệng, đừng có dùng tay. Nhả ra. Vậy dùng chân có được không? Vậy được chưa vậy hả? Quân tử đâu phải làm như vậy chứ. Nè, tôi đừng có cãi nhau với ta nữa. Nè, tối nay canh ba đến phòng đằng sau chờ tôi đi, tôi sẽ nói rõ cho anh nghe. Đi mau đi. Em hãy cẩn thận, đừng tin hắn đó. Lai lịch không rõ đáng khả nghi. Hả? Thôi đừng có cãi nữa mà, đừng cãi nữa, anh về đi. Về đi anh. Cũng may là anh bỏ đi sớm đó. Trễ
Trễ một chút nữa huynh đệ của tôi đánh chết anh à. Phải không anh Diễm Nương? Phụ nữ thì hay quên cái cũ thích cái mới. Bây giờ tôi thấy anh bị người ta qua mặt, tôi thiệt là tiếc giùm cho anh đó. Ê, tôi chẳng qua là tội nghiệp Diễm Nương cử một vô thân. Cô đừng hiểu lầm, tôi không có giả tâm với cổ đâu. Thôi đi, tôi với anh cũng là chung một loại người thôi, vừa tham lam vừa ích kỷ. Anh đừng có làm bộ làm tịch nữa. Huynh học châu này điều kiện rất tốt, có lý nào thua chẳng chứ? Tôi giúp anh. Thấy việc bất bình ra tay tương tự, quả như là quân tử. Ê, cô có điều kiện gì không? 100 lạng. Anh sao mắc vậy? Đó là giá của quân tử đó mà. Nếu như là tiểu nhân thì sẽ bớt một chút, giảm 10%. Bảo đảm lên giường nha. Bảo đảm đẻ con cũng được. Đồng ý. Thôi 10 lạng. Được, về chuyện này thì tôi thiếu anh 10 lạng. Nè, tối nay canh ba anh chàng ta hẹn hò tới phòng của Diễm Nương. Tới giờ đó anh đến sớm một chút thì sẽ lấy được Diễm Nương đó mà. Như vậy còn ra thể thống gì? Ê, vào phòng nào? Gian phòng ở chính giữa. Nè, anh tự mình lo liệu đấy nghe không? Anh với tôi cũng là thứ người muốn lấy cả người lẫn tiền. Quay này nè, con Nghiêm Vịnh Xuân hôm nay đã tỉnh thành buôn bán 2 ngày mới trở về đây đó. Thiệt sao? Không nói láo chứ. Cô đến đâu kìa. Nói cho nhị trại chủ biết, tối nay có cơ hội bắt Diễm Nương rồi. Biết rồi, đi. Diễm Nương anh đến rồi nè.
lợi hại thiệt, làm lỏng đầu gối luôn. Thiệt là không ngờ cô ta có một tính vật đẹp như vậy. Nhưng mà đáng tiếc có một khuyết điểm, tối nay cổ vừa ăn đồ hủ thúi, làm cho mình có cái hứng thú khác lạ. Nè, ấy, đã tặng quà cho mình phải tặng lại chứ. Chiếc giày cũ này tặng lại cho em. Chiếc giày cũ này đâu có vừa cô, không phải ai cũng mang được giày cũ đâu. Để tôi đem vô mang thử coi. Ây da, ây da. Tại sao anh ta lại từ cửa trước vô? Hồi nãy người đó không phải là anh ta sao? Tính vật đính tình đây, tôi đã lấy được rồi. Anh đến trễ rồi đó. Vừa đưa tiễn một người, bây giờ lại một người nữa. Vậy mình là người thứ mấy? Tôi vừa cho con khỉ phi tiêu một bài học. Dạ, mời cô lo mặt. Cảm ơn. Cô là đồ dâm phụ, ra đây đi. Dâm phụ, ra đây. Kim tự có chuyện gì? Tôi nói hai cô, còn không có ra đây. Dạng phụ dâm phụ còn không ra đây. Tại sao mụi đối với Quỳnh như vậy? Tôi đối với Quỳnh như thế nào? Lúc nãy mụi với Tú Tài Quỳnh Học Châu, bây giờ lại tới người này, còn kêu Quỳnh đến đây. Mụi thật là dâm phụ. Té ra không phải tới kiếm tôi, kiếm cô đó. Tôi đâu có làm gì với ai đâu. Mụi đừng có chối cãi nữa. Lúc nãy Quỳnh thấy rõ hắn cởi áo của mụi. Tôi đâu có cởi áo gì ra. Còn chối cãi nữa, Quỳnh đã thấy bộ ngực rồi. Ta dịch trần chuyện này, ngươi muốn giết người phi tang sao? Dịnh Xuân, khi mụi mới 10 tuổi đến Giang Nam thì Quỳnh nhớ tưởng mụi. Bây giờ tôi ngang nhằm thức tim mụi. Lương Bác Thao này thì là ngu xuẩn. Anh đúng thiệt là ngu xuẩn. Hồi nãy người cái áo không phải là tôi mà là cổ. Hay giờ bị thiệt thòi nữa rồi. Hả? Ê, Lương Bác Thao à, sao cậu ngu như là con heo vậy hả? Anh đã nhìn lầm người rồi, cô ta mới là... Đừng nói. Quỳnh biết rồi, cô ta là phụ nữ mà. Xin lỗi nha. Xin lỗi nha. Quá chà, xin lỗi, đã lầm lộn, xin lỗi. Quê, sao rồi, cháu bị nó đánh có đau hay không? Có phải cô đã bị anh ta đánh nhầm rồi hay không? Dịnh Xuân không phải là đau mình mà là đau lòng đó. Sao cháu không nói cho cái thằng điên đó biết là cháu là Nghiêm Dịnh Xuân? Nói cho anh ta biết có ích gì? Người mà Lương Bác Thao thích không phải là Nghiêm Dịnh Xuân. Tất cả bọn ngươi toàn là đoàn hại. Bảo vệ gì đại chủ vậy hả? Bị thương gây tổn tới vậy sao? Mấy lâu nay thì tự cứ đi cướp gái, kết quả lần này bị người ta cướp chỗ đó rồi. Sau này thì đệ có thể chuyên tâm tập võ đi. Ta nói không đúng hả? Huynh là đại ca, tất nhiên là nói có lý rồi. Là đứa nào đã thương đệ vậy chứ? Là một cô gái tên là Nghiêm Dịnh Xuân đó. Được, để ta trả thù cho đệ. Chết đi. Đệ thật vô dụng, cả đứa con gái cũng đánh không nổi. Yeah.
sự. Lần này chúng tôi đến đây không phải cướp tiền mà là mua lễ vật. Quẹo bên trái, quẹo bên mặt, bên trái, bên mặt. Như đại chủ, tiệm đồ ở đâu vậy? Mỗi lần đến đây vào lúc ban đêm ban ngày đâu có biết ở đâu. Tụi bay thám tử là tao. Ngươi bị ta đánh đến điên rồi hả? Ban ngày ban mặt ngươi còn dám đến đây? Ta đến đây sắm lễ vật, ngươi đừng có phá đám nha. Vinh Xuân, đừng có phá chuyện làm ăn buôn bán của chúng tôi nha. Ê, tụi tôi lời đó. Đúng rồi. Ngươi chuẩn bị lễ cưới, ngươi lại cướp về con gái nhà nào nữa rồi? Ta muốn cướp vàng Diễm Nương. To gan. Nó rất là khá đó. Ngừng tay, đừng chạm đến đồ đạc của ta. Có bản lãnh đó, bị cái bụng mông gòn của ta hất cô ra ngoài, tay chân không gãy còn đứng vững được nữa. Có cứng cỏi không? Cướp pháp rất hay, vừa lẹ vừa độc, nhưng mà tay của ta còn lẹ hơn, chưa nào có bị ta đỡ được. Cô là Nghiêm Vĩnh Xuân hả? Người là ai? Ta là con dượng phi thiên. Lại một con cầm thú. Con khỉ bị ta đánh bị thương rồi, muốn trả thù thì tới đây kính ta. Xin mời. Hung bạo thiệt hả? Ta sẽ thắng người. Lấy chồng được chưa? Cũng nạn. Chửi đúng đó, ngựa má hồng không phải ai cũng cởi được đâu. Cho hồn cái đã. Nhà bạn cô đi kiếm ta đánh nhau nữa. Nếu thắng ta, ta sẽ thả cô ra. Nhưng mà nếu cô đánh thua ta, thì cô phải làm áp trại phu nhân cho ta. Đi về. Dinh Xuân à, cứu ta. Cứu ta nha. Đậu hũ của con cọp cái mà họ cũng dám đến ăn. Lần này chọc tức cô ta rồi. Cứu tôi. Hả? Dinh Xuân. Dừng xuống! Cứu tôi! Cản lại!
Chuyện phong xuyên tâm thôi. Đừng quên đến sư đại nha, ta đợi ngươi. Lưu công tử, Lưu công tử, Bác Thao, Bác Thao. Dình Sương, Dình Sương, nè, kêu cháu kìa, nè, Dình Sương à, người ta kêu cháu kìa, cháu không nghe hay sao? Anh không phải đang kêu tôi, anh chỉ nói mơ đó thôi. Cháu thì là khờ quá. Tại sao lại lấy cái viên cửu cùng đại hoàng đơn đem cho Lương Bác Thao phục dụng vậy? Khi sư phụ của cháu tặng cho cháu có mặt của cô ở đó mà, tức là cô cũng có một phần. Bây giờ viên thuốc đó trị giá hơn 200 lạng bạc đó. Bây giờ cái chàng thanh niên này cũng thuộc về người ta rồi, sao cháu lại ra hết sức để mà cứu nó vậy? Bộ cháu không thấy căm tức chút nào hay sao? Tôi phải đi cứu Diễm Nương. Nè, cả tình địch cháu cũng đi cứu à? Tôi với Diễm Nương dù sao cũng là bạn bè, không phải chỉ cố tình đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. Có lẽ như vậy gọi là nhân duyên. Dù Nghiêm Vĩnh Xuân lấy không được chồng, cũng phải ngửa mặt làm người. Huống chi còn có cô ở bên cạnh tôi nữa. Cô bây giờ đã thất thân rồi, đã là người của người ta, cô đã kiếm được mùa xuân của cô rồi. Nè, cô không phải nói là đàn ông rất đáng ghét hay sao? Không có đàn ông thì càng đáng ghét hơn. Chỉ đơn thân cô độc một mình càng rất thê thảm. Xin lỗi cháu nha. Chúc mừng cô. Dĩnh Xuân, cháu đừng có đi tìm chết nghe chưa. Dĩnh Xuân, cậu nha, cậu nha, cậu cần gì phải thức dậy trong lúc này làm cái gì? Cậu vừa mới dùng thuốc đến 200 lạng bạc đó có biết hay không? Tôi biết mà. Ôi, bọn sơn tặc đó ở đâu? Ở Đại Thành Phong cách 10 dặm thành Tây. Ờ, cậu phải cẩn thận nha, nếu bị thương trở về không còn thuốc đến ở đâu biết hay không? Huynh trở về đi, huynh bị thương còn chưa mạnh. Tôi sẽ lên sân trại để cứu Dịnh Xuân. Tâm ý của huynh tôi sẽ nói cho cô ta biết. Nếu đi thì cùng nhau đi. À phải rồi, tối hôm đó vô tình nhìn thấy cô, xin lỗi nha. Chuyện đó xin đừng có nhắc tới nữa. Nhưng mà lần này tôi về kiếm Dịnh Xuân, tôi cảm thấy cô ta hơi quái lạ. Không phải là Dịnh Xuân ở trong lòng của tôi. À phải rồi, hai cô thân với nhau như vậy, chắc là biết chuyện hồi trước cô bị ác bá ép kết hôn chứ hả? Hồi lúc Vĩnh Xuân được 17 tuổi, dân trong làng gọi cổ là đầu hũ tay thi. Không dạy có một ác bá dự ý của ta, ép cổ kết hôn với nó. Vì không muốn kết hôn, Vĩnh Xuân xin làm đồ đệ của một vị cao nhân. Sư phụ cổ nói có thể tập võ quỷ hôn, nhưng sẽ làm cho các chàng trai sau này không dám đến cầu hôn nữa, quỷ hoại cuộc nhân duyên. Rốt cuộc Vĩnh Xuân vẫn quyết tâm lên núi học võ. Đời người thường thường vì một sự lựa chọn mà sửa đổi số mạng của mình. Nhưng mà Vĩnh Xuân, cô ta không hề hối hận. Huynh nghĩ gì? Hình như là cô đang tường thuật chuyện của mình vậy. Vĩnh Xuân là tri kỷ duy nhất của tôi, chuyện gì cô ta cũng nói với tôi. Vậy cô có nói với cô là lúc tụi tôi còn nhỏ cùng nhau đi bắt vé hay không? Cô ta không phải là Dịnh Xuân, muội. Huynh cứ mặc cô ta là ai? Cô ta xinh đẹp như vậy, lại rất thương mến huynh. Hình như huynh cũng rất thương mến cổ.
Quynh dẫn cô đi đi. Mùi có biết hay không, mùi là Dịnh Xuân ở trong lòng của Quynh đó. Đâu phải tôi. Mùi là Dịnh Xuân. Không phải tôi. Mùi là Dịnh Xuân. Không phải tôi. Là mùi. Không phải tôi. Là mùi. Không phải tôi. Mùi là Dịnh Xuân. Mùi là Dịnh Xuân đây. Quynh đừng quá xúc động. Tình hợp với lòng Quynh, tình hợp với lòng Quynh, rốt cuộc Quynh đã kiếm được mùi rồi. Dịnh Xuân, dì Quynh có mửa má cũng rất đáng giá mà. Nhị đại cho quan lên, quan lên, một mừng thôi. Kiếm lên đi, kiếm lên, kiếm lên. Chúc mừng nha, chúc mừng. Để lên, kiếm vô. Chúc mừng nhị đại chủ vui vẻ mãi mãi. Chúc mừng, chúc mừng nha. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng nha. Ê, dở đi, nương nữ, nương nữ. Chú, chúng còn hỏi tiểu lệ, Tân Lan và Tân Lương làm sao mà quen nhau vậy? Bọn các người không biết sao, ta cướp giật gì đây đó. Tân Lan và Tân Lương hôn cái coi. Sao đánh tao? Vì tôi thấy trước mắt. Què mày. Mắc mớ gì tới tôi? Tân Lan, Tân Lương bái đường. Nè nè, quỳ xuống lại đi. Lẹ lên, quỳ xuống, quỳ xuống, lại mau lên. Quỳ xuống, quỳ lại. Mày ngất rồi, lên giường đi. Lên giường, lên giường. Lên giường đi. Thôi. Chuối dẹp hết rồi. Như vậy sau này Tân Lan và Tân Nương sẽ có trăm con ngàn cháu. Ta đã không thể dùng được nữa rồi, làm sao có được trăm con ngàn cháu? Nhị đệ, giải quyết được tâm nguyện là xong rồi. Nhị trại chủ, chúng ta là huynh đệ với nhau, để tôi đoạn phòng giùm cho trại chủ nha. Nếu mà để tôi, tôi cũng không từ chối đó. Tất cả các ngươi nghe đây. Cô gái này là dùng để làm mồi dụ Dịnh Xuân đến đây. Con ngựa má hồng Dịnh Xuân này chỉ có ta mới cởi được. Các ngươi có muốn xem đại ca đồng phòng không? Muốn. Đại ca, vậy để sao? Để cầm miệng. Đi uống rượu với các huynh đệ đi, ăn cơm. Nó ngủ mở mắt đó. Nhìn thấy thì là đáng ghét. Ai đánh vợ tao? Ngủ đi. Rượu này thiệt cay quá. Coi kìa, những cái hình bù nhìn cũng biết đi đó. Uống đi. Mẹ kiếp uống nhiều tử vậy. Thức dậy. Nghiêm Vĩnh Xuân, cả sơn trại này chỉ có một mình ta uống rượu không vô, ngủ không yên giấc, bởi tại vì ngươi thôi. Ngươi đã hại ta như vậy, bắt lấy nó. Dạ. Lên. Đi kiếp Diêm Nương. Được. Yeah.
Ê, Huynh sao rồi? Ủa, không có sao đâu. Tới sớm vậy? Dĩnh Sương, Bác Thơ. Ê, con dưỡng mắt dịch, má thả người ra đi. Đừng có sợ nha Diễm Nương. Cho tao cũng không lấy. Nè, có sao không? Anh có sao hay không? Tôi không sao. Hai người đi trước đi. Đâu có dễ vậy, lấy thôi Bá Dương. Trà chủ. Ôi, nếu trong ba chiêu người có thể rút cây thương ra thì ta sẽ thả chúng nó. Nếu người rút cây thương ra không được thì người phải ở lại đây với ta. Được, quyết định như vậy. Cây thương nào ở dưới chân của ta, mau qua lấy đi, ta sẽ nương tay cho. Võ công không phải giỏi tài nói đâu, qua đây. Rút thương hơi chậm đó. Nếu như người nhận thua ta thì ta cũng có thể thả chúng nó về. Coi bộ tướng của ngươi kìa, ta nhường cho ngươi thì ngươi kêu căng phách lối. Đánh xong ba chiều xem ngươi còn nói gì nữa. Cũng đáng. Đáng hả? Giờ ta rút cây thương ra lúc nào cũng được. Ê, để ta đặt cây thương lúc này trong tường coi ngươi rút ra thế nào. Cảm ơn. Được rồi. Thấy ta đánh thua các ngươi vui lắm sao? Ngươi giỏi thiệt. Ta càng đánh với ngươi càng thấy có hứng thú. Đừng nói ta không thương tiếc người đẹp. Chờ ba hôm sau chúng ta sẽ đánh nữa. Tháo đi. Dạ. Đi ra đi. Đây. Dĩnh Xuân à, cảm ơn cô nhiều lắm. Nè Dĩnh Xuân. Dĩnh Xuân à. Dĩnh Xuân, mùi có sao không? Mùi đã bị nội thương. Mùi đi đâu vậy? Đi tìm sư phụ. Dĩnh Xuân bị thương có nặng lắm hay không? Con hãy dùng cửu cùng đại hoàng đơn của ta thì nội thương của con sẽ không có sao đâu. À, sư phụ. Lưỡi mềm ở trong miệng, răng gãy vì cắn cứng. Không mềm bằng nó, không cứng bằng nó, làm sao đối phó với con Dương? Hết.
Cây cao ngàn trượng, lá rơi xuống gốc. Nhìn Xuân, trần duyên của con chưa dứt, lấy chồng đi. Qua, chủ tiệm bận việc nghỉ ngơi một ngày đó. Có phải là Nghiêm Dịch Xuân đã làm áp đại phu nhân rồi không hả? Về sau đâu có tàu phù để ăn nữa. Cứ ngói như vậy với nổi một lèo lắm đó nha. Diễm Nương, Diễm Nương, ôi do tại sao lại chạy thở hổn hển như vậy, coi chừng bị té chết á. Tránh ra. Diễm Nương, ta xem trở về không nói cho anh biết em có ai lại đây. Em nói đi, em có bị thất thân cho Sơn Tặc hay không? Nè, cô ta bây giờ đâu có phải là trinh nữ gì. Cho dù có thất thân cũng đâu có hề hấn gì đâu. Bọn Sơn Tặc nó chẳng qua chỉ là bắt tôi đi làm mồi dụ Nghiêm Nhị Xuân đến sân trại thôi. Về này Diễm Nương, anh tin em, nhưng mà dân làng không có tin em. Về cái việc hôn lễ của chúng ta đừng có làm quá linh đình. Hay là vậy đi, bây giờ em theo anh về, chờ đến khi dân làng bình tĩnh đầu óc trở lại, chúng ta sẽ kết hôn với nhau. Hả? Diễm Nương sắp kết hôn với Quỳnh Học Châu rồi. Hôn nhân không thể miễn cưỡng cũng được. Đêm đó xảy ra chuyện gì anh cũng nhìn thấy rõ mà. Tôi với Diễm Nương đã có quan hệ vợ chồng với nhau rồi. Coi đi, đã có tính vật định tình ở đây nè. Em đâu có muốn vật nào quý báu như vậy đâu. Coi nè. Chứ vậy của tôi. Tôi chờ anh cầu hôn hả? Đã chờ đợi lâu lắm rồi đó. Hả? Là cô trả lại sự thanh bạch cho tôi. Tôi đập đầu chết phước đi cho rồi. Không sai lầm thì cũng đã sai lầm rồi. Đừng có khóc nữa, em sẽ phụ trách nhiệm mà. Hả? Có phải anh ta bị loạn thần kinh rồi hay không? Anh đang tính tôi có bao nhiêu tài sản thôi. Không ngờ em có tài sản nhiều như vậy. Chuyện thiệt thôi thì đã thiệt thôi rồi. Vậy thì để lấy con gà vàng em. Em cũng lấy con rùa vàng anh. Vậy thì cô đã biết anh ta có bao nhiêu tài sản rồi hay sao? Tôi đã biết lâu rồi. Tôi xin chúc mừng hai vị giàu sang rốt cuộc trở thành quyến thuộc. Cảm ơn. Lương Bách Thao, người nào là Lương Bách Thao? Người nào? Chính tôi. Tôi đem theo của sư tỷ Nghiêm Vĩnh Xuân đến đây. Tôi đi đường rất xa, nóng nực quá. Tôi muốn quá duyên, xin ăn tô phở. Không thành vấn đề, xin mời vào. Sao lại ăn dữ như vậy thì đúng quá rồi đó nha. Bức thơ. Sao trả lại nhẫn tâm như vậy hả Vĩnh Xuân? Tại sao xem bức thơ của tôi vậy? Quê, trả lại đi. Của tôi mà. Sao trả lại nhẫn tâm như vậy hả? Sao nói Vĩnh Xuân có thơ cho tôi? Có chứ, nhưng mà chỉ có một lời nhắn nhủ thôi. Còn bộ tướng của họ kìa, không biết là đang nói cái gì nữa hả? Thế nào, lời nhắn nhủ này có phải càng ngọt càng thơm hơn là phở xào hay không? Phải. Quần áo của anh ta đã gói rồi, chỉ còn sót cả hai cái áo gói cho Vĩnh Xuân. Cảm ơn cô. Còn cái áo này là tôi may cho anh đó. Cảm ơn. Cái áo này rất đẹp. Áo phải mặc áo mới, người phải tìm người cũ. Tôi chúc cho anh và Vĩnh Xuân được hạnh phúc. Không lẽ anh ta yêu cô Diễm Nương không đến đây gặp mình? Anh ta không đến đâu, mình phải đi. Hả? Người
Thì ra em đã tới đây rồi hả? Sao anh lại trốn trên cành cây như vậy? Anh vì sợ lấy nước không kịp cho nên nửa đêm đã tới đây rồi. Khi mở mắt thức dậy thì đã thấy em tới đây, anh rất mừng. Sao anh vẫn lù cù như vậy? Đi mau. Không được khỏe hả? Anh để em nha. À, thím mà có thể cho chúng tôi mượn chỗ nghỉ ngơi một lát không? Nhìn xuân cô nương à, tôi đi hái trà đây. Mời các người vào nghỉ ngơi, xin đừng có khách sáo nha. Dạ. Cảm ơn. Em có sao không? Nè, nghỉ ngơi một lát đi nha. Anh chọc tức em đó. Em đã dùng cứu cung để hoàng đơn của sư phụ. Không được nổi giận. Ồ, em ghen tương anh hả? Ừ, cô cười em hả? Ý, không dám, không dám đâu. Con mũi cắn anh hả? Mày còn bay đi đâu nữa? Ê, còn cắn nữa hả? Ê, coi thử mày bay đi đâu. Đến bây giờ em mới hiểu biết thuyền cơ mà sư phụ đã nói dùng thống kình Diệm Xuân đi đánh phá cái bụng bông gòn của con Dưỡng Phi Thiên. Chúng ta trở về tìm con Dưỡng đánh nhau nữa. Sao được, nếu mà em đánh thua anh sẽ bị thiệt thòi. Đâu có thể thua, em... Trừ phi chúng ta đến hôn trước. Ôi da, quá da. Nè, em đừng có dùng hai cái đầu gối kẹp vào bàn tay của anh nha. Ôi da, đau lắm đó, em có biết hay không vậy? Ai kêu làm như vậy? Đó là sự phản ứng tự nhiên. Nếu như có bản lãnh thì anh tự rút ra đi. Anh cũng có một chiêu thức ghê gớm lắm nè. Ây à, giời. Đừng mà, đừng có tổ lét nha. Nó nhột. Đừng mà, đừng tổ lét nhột lắm. Đừng mà anh. Tiền quá. Anh đừng quá nóng nảy. Chỉ chốc lát thì em sẽ ra đây. Có chuyện gì la lớn lên nha. Anh sẽ lập tức tới cứu em. Ừ. Dịnh xuống. Em hãy đá chết nó cho anh. Không bao giờ có ai có thể thoát khỏi bàn tay của con Dưỡng Phi Thiên ta đâu. Có người ngứa mình muốn cho ta đánh đòn, ta không thể từ chối. Nếu như ngươi thua ta. Nếu như ta thua ngươi thì ta kêu ngươi bằng mẹ. Được, con ngoan. Muốn trừng gác ta hả? Lấy bình khí đi. Bắt đảm đào. Ngươi lừa cầm đao ngắn như vậy đối phó với cây thương bá dương vừa dài vừa lớn của ta. Ngươi phải làm áp đại phương chân của ta rồi. Ngươi chưa đủ tư cách đâu. Làm con của ta còn có thể được. Nhớ thống trường, nhớ thống cường. Oh!
không đoạn nhất tướng mỉm. Binh khí dài đâu có gì đâu. Đứng lại. Đây là chuyện giữa ta và cô này. Tất cả tránh ra. Nhấn mặn mấy ngày, không ngờ võ nghệ tiến bộ nhanh vậy. Chưa đâu, còn có tuyệt chiêu chưa xuất đó. Bụng máu con. Lần này ngươi phải kêu ta là mẹ rồi đó. Ta lượt phát kinh. Con không kêu mẹ đi. Tặng ngươi một cướp là trúng rồi. Chịu đừng giỏi vậy, thân mình ngươi cũng chặt chẽ đó. Đánh nó nổi tầm mỗi tay rồi. Không đánh nữa. Hả? Tài vũ, tài vũ hả? Tài vũ không sao chứ? Tài vũ, tài vũ thế nào? Sao chứ? Tài vũ, hả? Ây da, ngươi thiệt là đồ hỗn nạn. Làm bằng cứ phải nói đạo nghĩa chứ. Sợ đằng sau ấm tóc người ta, còn không mau xin lỗi mẹ đi. Đại ca. Nói mau đi. Mẹ, xin lỗi nha. Mẹ, con nói có đúng hay không? Đúng rồi, con ngoan. Tiễn đưa mẹ của bọn Sơn Tặc. Tiễn đưa mẹ của bọn Sơn Tặc. Ế, đừng có tiễn đưa. Về sau đừng ăn cướp nữa. Dạ, mẹ của bọn Sơn Tặc. Dịnh Xuân à, quá trời ơi, anh thì là mừng quá, mừng quá, mừng muốn chết đây nè. Đứng dậy đi. Qua anh vui mừng quá. Đứng rồi về.
Em biết là anh rất lo lắng cho em hay không, nhưng mà anh cũng biết là nhất định em sẽ thắng nó mà. Tới chừng tụi mình kết hôn thì phải đãi tiệc bạn bè mới được nha hả? Cảm ơn các chị, cảm ơn. Ê, cảm ơn nhiều, cảm ơn các chị, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Thì không ngờ những hàng quá cũ cũng bán hết trơn. Phải đó cha, người mua cũng chịu ra giá rất là cao đó. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn các chị, cảm ơn. Diễm Nương, cây cao ngàn trượng là rụng xuống cội. Cô đừng lo, tôi không cỡ đi cả đời với lại cái tiệm đồ hũ của cô đâu. Nhã nhặn một chút đi. À, cảm ơn nhiều. À, chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng hai cô cậu, một người chịu đánh, một người chịu đỡ. Quà tặng vui vẻ. Cảm ơn nhiều. Dinh Xuân à, vậy đi nha. Cô chúc cháu phu thê ân ái, con cái đầy nhà, sống đến bạc đầu. Wow, em đổi tánh rồi hả? Sao cái miệng nói nghe êm tai quá vậy? Đâu có. Sinh hoạt hôn nhân được vui vẻ thì người càng đẹp, nói chuyện càng êm tai đó mà. Thôi đừng có nói nhiều nữa, giờ lành đã sắp đến rồi, hai người mau lên đường đi. Phải rồi, nếu như qua giờ lành thì sẽ... Ê, 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 được rồi, xin mời, xin mời. Mời, mời, mời. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Cảm ơn.